Kitty à? Hình như con đã biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Nhưng mà chú cần phải đi xét nghiệm ADN để biết thân phận giữa chúng ta là gì. Nếu chú là ba của con, chú cần phải có trách nhiệm làm cha đối với con. Con nói là chú không cần phải đi xét nghiệm nữa. Biết là mẹ con rất là sợ sự thật, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, con phải đi tìm sự thật chứ. Chứ bây giờ con không đi tìm sự thật thì sự thật chừng nào nó mới lòi ra cái sự thật được chứ. Đi đi con. Con nói là cho dù có đi xét nghiệm cũng không có tác dụng gì nữa. Sao không tác dụng hả con? Con có biết lúc mà con nói cái chuyện mà sinh tử á, chú Phong đau lắm không? Đau như tức từng khúc ruột vậy đó. Trời ơi, mấy chú để cái Ti nó hết câu đi. Thì nói đi. Mình không cần phải đi xét nghiệm nữa đâu. Tại vì con đã có giấy xét nghiệm trong tay luôn rồi. Kitty thật sự là con của tôi mấy ông ơi. Hèn chi, hôm bữa tôi cứ thấy Hà cứ cấm cản tôi với lại Kitty không được gặp nhau. Trời ơi, tôi không ngờ là ông lại có một đứa con trai. Từ đó giờ tôi tưởng ông là trai tân chứ. Chơi bao nhiêu năm rồi mà nói tôi là trai tân hả ông? Ai biết đâu. Kitty nè, như làm sao con biết được chuyện này? Con bắt đầu nghi ngờ khi mà mẹ con không có cho qua quán nữa, với lại tiếp xúc với mọi người. Dạ, con cũng nói cho Kitty biết là chuyện mọi người đã thu thập tóc để xét nghiệm ADN. Bằng nghiệp vụ trinh thám của mình, không có khó gì để mà con có được cái tờ giấy xét nghiệm này từ mẹ. Vậy mẹ con có biết chuyện này chưa? Mẹ con biết rồi. Con với mẹ cũng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Với lại con cũng đã trên 18, con nghĩ là mẹ phải tôn trọng những quyết định của con. Vậy quyết định cuối cùng của con là gì? Con thấy là con và mẹ còn phải có trách nhiệm với chú Phong. Dẫu biết là chưa từng trải qua, nhưng mà con nghĩ là cái cảm giác yêu đơn phương suốt nửa năm trời rồi trở thành vật thế thân sau một tuần bị đá thì nó cũng không có gì là vui vẻ. Con có cần nói thật, nói thẳng vậy không con? Dạ chú ơi, con nghĩ là mình phải nhìn nhận sự thật thẳng thắn như vậy mới được đó chú. Đúng vậy, con cũng đã nói với mẹ rồi. Từ nay mẹ sẽ không cấm cản con gặp mặt mọi người nữa. Thiệt hả? Vậy là mẹ cho chú cháu mình nhìn nhận nhau hả? Mẹ con nói là con có thể làm những điều mà con muốn. Như vậy là bây giờ con có thể kêu ông Phong một tiếng ba không con? Cho ông vui đi con. Kêu đi con, kêu ba đi. Ông thèm nghe chữ ba lắm. Con kêu đi, ba. 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 Đủ chưa vậy ba? Ba đủ rồi. Con nhỏ nó kêu đi. Tôi tưởng tôi con ông không chứ. Kêu ba đi con, kêu đi con. Con lớn anh không có ba. Nhưng mà hiện tại con cũng không muốn gọi chú Phong bằng ba. Đúng là chúng ta giờ có quan hệ huyết thống thiệt, nhưng mà con nghĩ mọi chuyện cần phải có thử thách và không thể để nó dội dàng như vậy được. Con sẽ gọi là ba khi con sẵn sàng. Con cũng sẽ cho chú Phong xưng là ba khi con sẵn sàng nghe. Dạ thôi, con thấy mọi chuyện ở đây coi như xong rồi. Mình đi thôi Kitty. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.